23 tháng 4 năm 2021. Thì đây là những cái chậu sáo mà chúng đã lật lên. Thì sau khi lật lên thì cạo miệng và quét cái lồng, các bạn thấy rất là đẹp nha. Nhìn cái chậu nó rất là láng. Đây các bạn thấy cái miệng này chúng đã cạo, cái miệng này chúng không cần phải làm miệng, chúng chỉ cạo qua một lớp, qua một lớp cát là nó láng như thế này. Thì cái lý do mà láng như thế thì cái bước đầu tiên mình đã chế vào cái lớp hột dầu, thì cạo tới cái miếng hột dầu là nó láng rất là đẹp. Bạn thấy nhìn cái miệng chậu nè, rất là mỏng, rất là đẹp nha. Còn đây là những cái đôn cũng như thế, cái đôn và cái dĩ, đây là cái dĩ đây, chúng cũng chế vào cái lớp hột dầu. Thì sau khi cạo tới cái miếng hột dầu là như thế, không cần phải làm, chỉ cần cạo nó láng dê là đẹp rồi nha bạn. Đây là những cái chậu mà mấy ngày trước chúng đã quay và hôm nay lật lên làm miệng làm nguội, coi như đã hoàn thành, còn chỉ còn sơn là lẫm lúa nha bạn. Đây còn đây là cái chậu mà chúng chưa có lật lên, để một lát ở đây chúng sẽ làm cái video để chia sẻ kỹ thuật cạo miệng cho nó đẹp. Còn bên đây là cái dĩ với cái đôn nha bạn. Bây giờ chúng sẽ chia sẻ kỹ thuật cạo cái dĩ và vệ sinh cái dĩ cho nó sạch sẽ. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Bây giờ chúng sẽ lật cái dĩ lên để cạo láng. Đó, thì khi cái dĩ lật lên thì cát nó còn dính như thế bạn. Giờ chúng sẽ cạo sạch sẽ. Khi cạo phần trên xong các bạn dùng bay các bạn cạo cát phần dưới ra luôn. Quét ra cho sạch sẽ nha bạn. Đây các bạn thấy là đây là cái đôn. Thì do là hết đạn keo, chúng để thử mấy viên lên thôi. Để chúng để cái dĩ lên các bạn xem coi nó có xây được không. Thịt đạn keo quá. Đạn keo các bạn sắp giáp vòng tròn của cái rãnh này nha bạn. Đó. Thì các bạn thấy là cái dĩ đã xây được. Tại vì có mấy cục nên chúng để mấy cục làm mẫu thôi. Còn các bạn phải để giáp vòng cái đường rãnh á, thì nó xây nó sẽ im hơn. Đó, các bạn thấy cái dĩ xây rất là nhẹ nhàng nha các bạn.
thì các bạn thấy là cái dĩ nó rất là láng nè, tại vì mình đã chế qua cái lớp hồ dầu đầu tiên, thì khi các bạn cạo thì nó rất là dễ dàng. Vậy là cái công đoạn làm láng đã xong nha bạn, này là chỉ chờ khô mình sơn là được rồi, nó đỡ tốn công của mình rất là nhiều. Bạn thấy xây rất là nhẹ nhàng nha. Còn bên đây là cái chậu, giờ chúng sẽ lật lên để xử lý nó luôn, làm cái miệng cho nó láng. Chậu này quay cũng khoảng tầm 1 ngày rưỡi nha bạn, giờ thì lật lên luôn. Chung sẽ cạo luôn nha các bạn ơi. Các bạn sử dụng cái lưỡi cưa sắt mình cạo. Mình cạo cũng không cần phải đè quá đâu các bạn. Bạn cứ cạo thoải mái cho tới qua hết cái lớp miếng cát lại lấy. Có thì cái miệng chậu Dung đã cạo miệng xong nha bạn. Giờ thì cạo cát ra và quét lồng là hoàn thành nha bạn. Bây giờ quét cát bên trong cái lồng cho sạch sẽ nha bạn. Nghiêng chậu qua quét cho nó dễ. Sau khi cạo cát ra xong, quét cát ra xong, các bạn quét lồng luôn. Mình pha cái hồ dầu lỏng để mình quét nha bạn.
đó thì các bạn thấy là chúng ta quét lòng sơn, các bạn thấy nó rất là láng, rất là đẹp, cái lòng trong nó rất là đẹp. Nhưng mà thì cái lý do mình quay cái lòng cát nó láng nó đẹp là như thế. Thì chúng đã để cái chậu lên cái dĩ và cái đôn để các bạn xem nó như thế nào, nó có đẹp hay không. Nhưng mà đó thì các bạn thấy là nhìn cái chậu nó rất là vừa vặn các bạn, đồng thủ đồng dĩ nó rất là đẹp, kết hợp đế xây đạn các bạn xây rất là nhẹ nhàng. Đó là cái mẫu chậu 60 dạng sự như ý nha bạn. Đây, chữ dạng sự như ý đây. Đó. Thì cái video cơ bản chúng đã hướng dẫn xong, các bạn nào có nhu cầu mua khuôn, các bạn mua chậu thì liên hệ với Trung qua hai số điện thoại là 033 239 4288 hoặc số điện thoại là 037 839 4330. Thì video của Trung tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy cái video hay thì bạn đăng ký ủng hộ kênh cho cái kênh nó phát triển hơn. Thì cuối video thì Trung chúc quý khách hàng của các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.